Xin chào các bạn, đây là câu chuyện về đất nước Bolivia, một trong những đất nước đặc biệt nhất trên thế giới về độ cao của mình. Bolivia là nơi có mọi thứ dường như luôn là ở vị trí cao nhất thế giới. Thành phố cao nhất thế giới, những hồ nước cao nhất thế giới, khu rừng cao nhất thế giới, đất nước cao nhất thế giới, sân vận động cao nhất thế giới, tất cả đều nằm ở đất nước này. Bolivia có tên chính thức là Nhà nước đa dân tộc Bolivia, được đặt theo tên của nhà cách mạng Simón Bolívar. Đây là một quốc gia nằm kín trong lục địa ở trung tâm của Nam Mỹ. Nước này có biên giới với Brazil ở phía Bắc và phía Đông, với Paraguay và Argentina ở phía Nam, với Chile và Peru ở phía Tây. Về diện tích thì Bolivia có diện tích khá lớn, hơn 1 triệu km vuông, nhưng mà dân số thì chỉ có 12 triệu người mà thôi. Bởi vậy nên đây cũng là một trong những quốc gia có mật độ cư dân thưa thớt nhất trên thế giới. Nước Bolivia công nhận đến 37 ngôn ngữ chính thức. Đất nước này có một đặc điểm đó là ở nửa phía Tây thì cực kỳ cao, có độ cao trung bình khoảng 3.000 mét so với mực nước biển. Thực ra thì nếu ở độ cao này người ta không sinh sống thì chẳng có chuyện gì đáng kể cả. Nhưng ở Bolivia, hầu hết các thành phố lại ở phía Tây. Và đất nước này có thêm một điều đặc biệt nữa là đất nước có hai thủ đô. Thủ đô lập hiến Sucre ở độ cao 2.790 mét và thủ đô hành chính. Thủ đô này được biết đến nhiều hơn, nổi tiếng hơn, đó là thủ đô La Paz ở độ cao 3.640 mét. Và 9 trong tổng số top 10 thành phố đông dân nhất của Bolivia đều nằm ở phía Tây, như đã nói, với độ cao khoảng 3.000 mét so với mực nước biển. Người Bolivia có lẽ là những người có buồng phổi to và mạnh khỏe nhất thế giới mới có thể sống ở độ cao như vậy. Còn với những người khác đến với Bolivia thì có lẽ họ được nhận một trong những lời khuyên quý giá nhất, đó là nên mang theo bình oxy. Một trong những con đường nguy hiểm nhất thế giới nằm tại Bolivia, con đường này có tên là Yungas. Thực ra thì người ta khuyến cáo cư dân không nên đi con đường này, nhưng mà những người Bolivia thì không còn nhiều sự lựa chọn và họ vẫn cứ phải di chuyển trên con đường này một cách thường xuyên. Gần đây thì Bolivia đã phát triển một hệ thống cáp treo, nó giúp cho những cư dân ở thủ đô của đất nước này, thủ đô La Paz, có thể di chuyển một cách đơn giản hơn. Và đó là một trong những hệ thống cáp treo dài nhất trên thế giới. Bolivia cũng có một trong những khu bảo tồn bướm lớn nhất thế giới, có lẽ vì độ cao của đất nước này. Khu bảo tồn này trải dài 24 hectare và mở cửa vào tất cả các ngày trong năm, có hơn 1.000 loại bướm khác nhau trong khu bảo tồn. Với địa hình cao như vậy thì đài phát thanh là một phần quan trọng trong văn hóa của Bolivia, một cách truyền tin đến nhiều khu vực khác nhau và cực kỳ hiệu quả. Giờ thì chúng ta sẽ đến với sân vận động nguy hiểm nhất thế giới nằm tại Bolivia. Nguy hiểm không phải vì bạo lực mà nguy hiểm vì độ cao của nó. Ở thủ đô La Paz thì có một sân vận động mang tên là sân Hernando. Sân này được đội tuyển quốc gia Bolivia chọn làm sân nhà. Và như mọi người đã biết thì càng lên cao không khí càng loãng. Nếu không phải là những người Bolivia thì chắc chắn là một cơn ác mộng với tất cả các đội khách đến với sân đấu này. Các cầu thủ từ những đội tuyển quốc gia khác nhau đã liên tục phàn nàn về những điều khổ sở trong thời gian thi đấu. Nhiều người còn nói rằng sân này rất khó thở và nên đeo bình oxy khi thi đấu. Các cầu thủ sẽ bị chóng mặt, một số khác thì bị nôn khan. Trong khi cầu thủ Bolivia thì cảm thấy cực kỳ thoải mái. Và điều này giúp họ đánh bại những đối thủ của mình một cách dễ dàng, thậm chí đó là những đối thủ ở vị thế cao hơn. Đặc điểm quan trọng nhất của sân Hernando đó là sân này cao 3.601 mét so với mực nước biển. Đây đương nhiên là một trong những sân vận động nằm ở các vị trí cao nhất thế giới và là sân nổi tiếng nhất thế giới ở độ cao này. Ví dụ như là tại vòng loại World Cup 2018 chẳng hạn, Bolivia chơi sân khách cực kỳ bết bát, nhưng mà đá sân nhà thì thắng cả 4 trận, trong đó thắng cả những đội như là Argentina, Brazil và Chile. Messi cũng đã từng thất bại ở đây. Các bác sĩ nói rằng khi mà cơ thể chưa sẵn sàng với độ cao như vậy thì tốt nhất là không nên thi đấu thể thao, không nên chơi bóng đá. Nhưng Bolivia vẫn được chọn nơi này làm sân nhà của mình và họ cứ thi đấu, cứ chiến thắng. Đó là một lợi thế rất lớn đối với đội tuyển quốc gia Bolivia. Thường thì một người bình thường mất một vài tuần để thích nghi, nhưng mà bóng đá chuyên nghiệp mà. Bạn đến đây và thi đấu, sau đó ra về chỉ trong vòng có một vài ngày mà thôi. Trở lại với những câu chuyện về đất nước Bolivia, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về lịch sử của đất nước này. Đất nước này từng là thuộc địa của người Inca trong suốt thế kỷ 15. Khi đó thì người Inca đã mở rộng đáng kể lãnh thổ, đế chế của họ. Các vùng đất bao gồm Bolivia cũng là một phần quản lý của người Inca. Sau đó thì Bolivia lại trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha vào thế kỷ 16. Khi những chiếc tàu đầu tiên của người Tây Ban Nha đến với Nam Mỹ thì Bolivia không phải là một ngoại lệ. Nhưng có một điều đặc biệt là chúng ta thấy rằng những người dân ở Bolivia đã phản kháng cực kỳ mạnh mẽ với người Tây Ban Nha và một phần họ có lợi thế về mặt độ cao, lợi thế về mặt địa hình. Nên hiện tại Bolivia là một trong những đất nước có tỷ lệ người bản địa cao nhất ở Nam Mỹ, không có nhiều những người mang nhiều chủng tộc khác nhau giống như ở những đất nước khác, những người mang gốc Bồ Đào Nha hoặc là gốc Tây Ban Nha.
Đến thế kỷ 19 thì Bolivia đã giành được độc lập và trở thành một nhà nước như bây giờ. Nói về quốc kỳ của Bolivia thì nó tượng trưng cho một quá trình đấu tranh lâu dài của đất nước này. Màu đỏ chính là sự đổ máu từ những cuộc chiến giành độc lập, màu vàng tượng trưng cho sự giàu có và các mỏ khoáng sản của Bolivia, và màu xanh lá cây tượng trưng cho nền công nghiệp cũng như môi trường tuyệt vời của đất nước này. Về văn hóa của Bolivia, như đã đề cập, đất nước này có đến 37 ngôn ngữ chính thức khác nhau. Văn hóa của Bolivia là một sự thú vị giữa yếu tố pha trộn của văn hóa bản địa và văn hóa Tây Ban Nha, trong khi người dân Bolivia sống dưới sự cai trị của người Tây Ban Nha trong rất là nhiều năm. Và Bolivia đã giải phóng khỏi Tây Ban Nha, nhưng mà những ảnh hưởng của văn hóa Tây Ban Nha thì vẫn còn đó, tạo ra những sự pha trộn thú vị. Giờ chúng ta sẽ đến với một trong những địa điểm kỳ thú nhất tại Bolivia và những sự thật thú vị khác về đất nước này. Một trong những địa điểm thú vị nhất tại Bolivia đó là hồ Titicaca, đọc rất dễ nhầm với hồ Tikitaka, một cách chơi của Barcelona. Đây là một hồ nước đặc biệt. Hồ Titicaca thuộc địa phận cả hai nước Bolivia và Peru. Đây là một trong những hồ nước ngọt lớn nhất thế giới với diện tích khoảng 8.240 km2, và hồ nước ngọt này cũng ở độ cao khủng khiếp, độ cao 3.840 m so với mực nước biển. Hồ này có chiều dài khoảng 180 km, chiều ngang nơi rộng nhất là vào khoảng 80 km. Độ sâu trung bình của hồ là 40 m, nhưng mà nơi sâu nhất có thể đạt đến mức đó là 200 m. Hồ Titicaca là nơi có quần đảo sậy nổi tiếng do người Uru xây dựng. Họ sống trên những cây sậy được dệt thành những hòn đảo lớn như vậy, trên đó có cả nhà nữa. Hồ này thì chứa đựng rất là nhiều điều thú vị và cả những huyền thoại bí ẩn nữa. Nhiều nhà cổ học, nhiều nhà sinh vật học đã dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu về hồ Titicaca. Thậm chí những nhà hải dương học nổi tiếng trên thế giới cũng đã từng đến đây để nghiên cứu. Có một câu chuyện đó là khoảng những năm 1970 của thế kỷ trước, đã có những nhà khoa học dùng những dụng cụ lặn chuyên nghiệp để thám hiểm đáy hồ. Và họ thấy là trong đáy hồ Titicaca có rất nhiều những cái loài động vật kỳ lạ, trong đó có một loài cóc to mà trọng lượng của nó có thể nặng đến hơn một yến. Da của loài cóc này có nhiều màu sắc. Loài cóc này có hai đặc điểm độc đáo. Điều đầu tiên đó là về kích cỡ của nó. Khi mà một con lớn hết cỡ thì có thể nặng đến 12 kg, trông như một quả bong bóng lớn, thịt có rất chua và không ăn được. Hai là mắt của nó bị mù bẩm sinh, bởi vì chúng thường sống rất lâu ở trong lòng hồ dưới cái độ sâu như vậy. Cả đời chúng gần như là chưa bao giờ nổi lên trên mặt nước, nên con người nếu không có sự hỗ trợ của các thiết bị lặn thì cũng khó mà tiếp cận với loài cóc này. Ngoài ra thì những nhà khoa học cũng phát hiện ra rất là nhiều những cái đồ cổ ở dưới lòng hồ Titicaca. Đó là những hiện vật bằng vàng, những bình gốm và cả một ngôi đền làm bằng đá trong lòng hồ nữa. Tuy nhiên, việc trục vớt những cái cổ vật này thì vấp phải sự phản ứng của những cư dân ở đây, bởi vì họ lo sợ đến việc xáo trộn trong lòng hồ có thể tạo ra sự tức giận của các thần linh. Khi đó thì những cơn thịnh nộ sẽ nổi lên và thiên tai có thể giáng xuống đầu những người dân ở đây. Thế nên việc khai quật các di tích trong lòng hồ không được phép tiếp tục, và điều đó càng giúp cho hồ Titicaca trở thành một trong những hồ nước bí ẩn nhất ở trên thế giới này. Tiếp tục với những câu chuyện về những điều bí ẩn tại đất nước Bolivia, thì đất nước này có một trong những nhà tù kỳ lạ nhất trên thế giới. Nhà tù này có tên là San Pedro. Nhà tù này thậm chí là còn một địa điểm du lịch luôn, bởi vì không giống như những nhà tù khác trên thế giới, nhà tù này độc đáo vì cho phép các tù nhân sống cùng với gia đình của mình. Ở đây thì họ có thể làm việc, họ có thể kiếm tiền, họ nếu mà có điều kiện hơn thì mua hoặc là thuê những cái chỗ đẹp hơn ở trong nhà tù. Không hiểu thì đây là nhà tù hay là một cái khu tập thể, một khu chung cư rất là Bolivia phải không nào? Điểm du lịch tiếp theo thú vị đó là sa mạc muối Uyuni. Đây là một trong những điều mà bạn không nên bỏ qua khi đến với đất nước này. Đây là sa mạc muối lớn nhất thế giới. Nơi đây mang cái vẻ đẹp rất là quyến rũ, là nguồn cảm hứng bất tận cho những cái bộ phim. Và đặc biệt vào mùa mưa thì nơi đây sẽ khoác lên mình một lớp nước mỏng và trở thành tấm gương thiên nhiên khổng lồ nhờ những hiệu ứng quang học và đương nhiên là nhờ cái lớp muối rồi. Ở gần sa mạc muối này có một khách sạn, đó là khách sạn muối. Đây là một trong những khách sạn muối ấn tượng nhất trên thế giới, mà chính xác hơn thì nên gọi nó là cung điện muối. Nó đã được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước bằng cách sử dụng 1 triệu khối muối. Sàn, tường, chân, đồ nội thất bao gồm là giường, bàn, ghế, những tác phẩm điêu khắc, tất cả đều được làm từ muối hết. Điều đó giúp nó trở nên đặc biệt. Những cái nơi khác mà bạn có thể ghé thăm khi đến với đất nước Bolivia đó là chợ phù thủy. Chợ phù thủy là một cái khu chợ nằm ở thủ đô La Paz của Bolivia, nơi đài bán rất là nhiều mặt hàng độc đáo và có ý nghĩa tâm linh với người dân địa phương. Và bạn có thể giật mình với những cái món hàng mà có lẽ là không nên tồn tại. Đó là những cái bộ phận khác nhau trên cơ thể con người hoặc là những loài động vật được phơi khô. Tất nhiên là mỗi sản phẩm ở đây với cư dân địa phương thì đều mang ý nghĩa nhất định.
Ví dụ như là họ tin điều đó có thể mang lại sự giàu có, sung túc, may mắn, sức khỏe, hạnh phúc, giúp sinh con đẻ cái, vân vân và vân vân. Và ở Bolivia, bạn có thể đến với một địa điểm hay nữa, đó là bảo tàng lá coca. Coca là một loại cây công nghiệp đóng rất là vai trò quan trọng trong truyền thống của người Bolivia. Cây coca phát triển rất là mạnh ở Nam Mỹ và được coi là một trong những biểu tượng văn hóa của đất nước Bolivia. Chính vì thế mà Bolivia có hẳn một bảo tàng riêng dành cho cây coca. Nơi đây trưng bày và giới thiệu những cây coca cũng như ảnh hưởng của nó. Bên cạnh những cái địa điểm tuyệt vời thì Bolivia còn biết đến với những lễ hội. Và nếu như có thể thì mình cũng rất là mong muốn đến thăm đất nước Bolivia một lần và chứng kiến cái việc di chuyển, việc sinh hoạt ở trên độ cao hơn 3.000m so với mực nước biển tại thủ đô La Paz sẽ như thế nào. Một lời khuyên cuối cùng, đến với Bolivia, nếu thi đấu bóng đá, nếu hoạt động thể thao thì bạn nên mang theo bình dưỡng khí. Đây là đất nước của những người có lá phổi khỏe nhất trên thế giới. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng ngần ngại, hãy nhấn nút đăng ký kênh. Bạn có thể đề cập, gợi ý những chủ đề mình làm trong những video tới. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.